desktop, nghĩa là các cái phần lập trình về ứng dụng điện thoại. Nó là giao diện đây. Đây. Hôm nay hướng các em về cái phần Windows Form. Đấy. Trước khi là các em phải định hình được cái Windows Form này là cái gì đó. Và để hiểu được thì các em phải xem các ứng dụng trên máy tính này. Đây nhá. Các em ý này. Dù hệ điều hành Windows chẳng hạn thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ứng dụng các em để là desktop này. Mỗi một cái này nó gọi là một cái phần mềm. Ok nhỉ, ví dụ đây phần mềm Word Excel này, đây là phần mềm quay màn hình này, đây là cái NetBeam cũng là một phần mềm này. Hoặc cái này là ví dụ đây là phần mềm lấy màu hả? Mã màu nó cũng là phần mềm. Thì tất cả những cái ứng dụng này gọi là ứng dụng Windows Form, bởi vì nó chạy trên cái hệ điều hành Windows và gọi là nền tảng desktop. Thế còn cái mà các em dụ mở website như này chẳng hạn, các em mở thông qua cái trình duyệt, dụ mở cái Firefox này, mở cái Chrome này, thì cái Firefox hay Chrome gọi là trình duyệt hay tiếng Anh là browser. Thì bản chất mỗi cái này cũng là một cái ứng dụng Windows Form, nhưng mà những cái chạy bên trong nó thì người ta gọi là website. Thì bây giờ có thể các em làm các nền tảng website, ví dụ cái web của anh này cũng là một website này. Đây chúng ta sẽ thiết kế website này, đây là cái mà chạy trên trình duyệt gọi là website. Còn chạy độc lập không phụ thuộc trình duyệt nào là các ứng dụng desktop. Ok các em nhỉ. Còn ngoài ra các em thể có các ứng dụng trên store như này, thì người ta sẽ gọi là các cái ứng dụng app dành cho các cái thiết bị di động, ví dụ là mobile hay là các cái tablet. Ok nhỉ. Thì cái phần ứng dụng của chúng ta học về WinForm này thì chúng ta sẽ học cách để tạo ứng dụng. Ví dụ như cái phần anh đang mở chính là cái Word Excel này, cũng là một cái ứng dụng WinForm của Microsoft phát triển. Nó thuộc cái bộ Microsoft Office chuyên về phục vụ văn phòng ấy. Thì nó có rất là nhiều loại, bên cạnh Excel thì cái Word này, PowerPoint này, rồi là mấy cái Access này, rồi là rất nhiều cái khác nữa trong viên cái Excel này. Nhưng bản chất cái này chính là một cái phần mềm desktop. Và hoàn toàn chúng ta có thể là code để ra những cái gì này. Và chúng ta sẽ học Windows Form, tức là để tạo ra cái bộ khung, tức là sẽ có các cửa sổ như này là cam chạy. Đấy. Để dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ tạo ra một ví dụ, các em mở nó visual nó này. Cái phần bài tập tổng hợp là các em về nhà tự luyện tiếp nhá. Đấy thì ôn lại không luyện, bây giờ chúng ta các em xem Windows Form này, giới thiệu các mình được đây và new này, project này. Đây. Đây các em nhìn bên trên cái màn hình của anh này. Bên trái chúng ta từ đầu đến giờ chúng ta chỉ có cái ứng dụng console app. Tức là các ứng dụng chỉ có mở thấy cái màn hình mặc định default, tức là nền đen chữ trắng thì rất là xấu, khó chịu không? Và thường thường là chỉ ứng dụng để cho các cái lập trình viên hoặc các hacker nó dùng thôi, chứ bản thân người dùng như của người dùng không biết phải tin học thì chẳng ai dùng cửa sổ đấy biết dùng, cùng lắm chỉ biết cái ping mạng nó ping Google đấy thì xem mạng nó đâu, chứ còn chẳng biết dùng cái này làm gì cả. Thậm chí thế thì chúng ta cũng rất là lười dùng vì nó rất là khó sử dụng, thì nó không có giao diện để chọn. Đây là cái dạng là giao diện là cùi. Vì thế bây giờ người ta sẽ có các ứng dụng về giao diện, các em nhìn này. Đây có ứng dụng Windows Form này, bên dưới là WPS App này, thì cả hai cái này nó đều ngang nhau, nó đều về làm ứng dụng phần mềm trên desktop được. Cái WPS thì nó là lời sau, nó có một số cái ưu nhược điểm riêng so với cái trước. Tất nhiên về tốc độ phát triển thì thằng WinForm nó nhanh hơn thằng dưới. Tự ý nói về cái thời gian để làm nó một cái sản phẩm ấy, thì thằng trên nó dùng nhanh hơn thằng dưới. Thằng dưới có những cái ưu điểm về sau, người ta có thể tùy chỉnh ở giao diện, nó thiên về cái dạng web nhiều. Đây bên dưới có cả một ứng dụng về web này. Đây là cái dạng web của .NET thì sẽ có cả ASP.NET. Trên có cái phần ứng dụng về mobile sang mobile. Thì tất cả cái này đều sẽ sử dụng ngôn ngữ C#, các nhìn bên phải đây, thấy C# không? Tức là dùng mỗi C# các em thể viết cho ứng dụng phần desktop được này, ở trên mobile được, chạy trên web cũng được. Tức là các em phải xuyên các nền tảng, làm game cũng được, khá là tiện. Thì tất cả những này đều là cái gọi là có giao diện hết. Đây chúng ta sẽ chọn một cái WinForm nhé. Đây. Đây cái này nó có luôn đây này. Các em nhìn bên này các project này. Đây Windows Form này. Đây next nhá. Dụ đây xem là start này. Windows Form này. Đây các em ở dưới gõ luôn được, rất là nhanh gọn không? Hoặc như thế nào một được cho nhanh nhá. Start cái form này. Xem này. Đây xem cái cũ không? Không có gì cả. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mặc định này, có cửa sổ này. Khi tạo xong các em chưa phải làm gì nhá, nhấn start luôn. Thì chúng ta sẽ được một cái bộ khung giao diện. Đây. Các em thấy không? Đây, chúng ta có một cái khung như này. Đây chính là cái Windows Form đây. Giao diện nó có sẵn, và hoàn toàn người dùng người ta nhìn vào cái bộ khung này, người ta xem trình bày gì, người ta yêu cầu gì người ta xử lý. Và việc của chúng ta sẽ là làm các việc thiết kế cái giao diện. Thế thiết kế làm sao có đủ hiển thị các thông tin và xem, và có những cái cho người ta nhập vào. Cả hai chiều chúng ta các em nhé. Một chiều cho người ta nhìn thấy và một chiều lấy thông tin người ta nhập.
đấy, input output đấy, đều hiển thị trên này hết. Và người ta sẽ không phải dùng cái kiểu cửa sổ console đen chỉ như kiểu yêu cầu nhập gì xong người ta gõ gõ bàn phím enter nữa. Ở đây không cần dùng ở đây, các em thể cho người ta dùng chuột bàn phím thế này, kích 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 thôi. Đây này, mặc định này, full đấy không? Cách đưa đổi mình sẽ thay đổi hết các kích thước, thậm chí cả cái hình dạng này mình sẽ có code, các em thể thích chuyển cái này thành hình tròn cũng được, hình ellipse cũng được, nó có code, người ta thể vẽ thành cái hình, dụ em thích vẽ hình quả trái cây trái tim cũng được, nó sẽ có kỹ thuật để mình cắt như kiểu một cái bộ khung nhìn chụp lên trên đấy đều làm được hết. Đổi màu sắc màu nền ok, dụ bây giờ rất là cơ bản thôi, anh chỉ thêm một cái đơn giản đây nhá, giả sử giờ anh muốn đổi thành màu nền khác, đang nhìn nó khác chất này. Đây. Đấy nhá, dụ đầu tiên này anh sẽ đổi cái màu ảnh nền nhá. Đây, nó thuộc tính, nó mỗi cái này nó có cái thuộc tính riêng này. Dụ chúng ta đổi một cái khác. Dụ anh sẽ có một cái folder này. Đây, desktop này. Đây, anh có folder về ảnh nền riêng này. Dụ chọn một cái ảnh phong cảnh. Đây, nhà hàng khách sạn này, nhà trong nhà hàng không khí cho nó ngon này nhá. Còn chỗ này nhìn nó cảm giác. Chạy đây. Chạy lên này. Đấy, giờ các em thấy cái ảnh phát cảm giác thì nó khác ngay không? Đấy, bộ khung. Đấy, các em thấy đấy, có thể thêm ảnh các thứ, thêm các thứ vào đây. Thêm ảnh ở đây sau thể cho mở các cái audio hoặc video cho người ta chạy xem bình thường như các phần mềm mở nhạc ấy. Các em có thể làm cái đấy cũng được. Các em có thể tự làm một cái phần mềm nghe nhạc cho mình bằng cách dùng cái dạng này, như cái Windows Media ấy. Nó hỗ trợ hết rồi mà. Nó sẽ có các cái gọi là cái control các em kéo vào, như kiểu anh kéo cái ảnh vào thôi. Thì sẽ có các cái nút bấm, mình sẽ xử lý cái nút bấm đấy. Bên dưới cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải viết code xử lý, cái giao diện không khó đâu. Ok nhỉ? Cái gì? Cái media. Có nhiều cái người ta viết sẵn rồi. Đây này. Cái quan trọng nhất Windows Form các em nhìn này nhá. Bên cạnh nó sẽ có các cái bộ. Bên trái các em nhìn này này. Vậy tắt cái toolbox đi nhá. Đây. Các em vào cái cửa sổ view này, phần toolbox này, đây này, ở cái phần console app ta chưa dùng đến cái này làm gì cả, sang phần WinForm này hoặc thậm chí về cái phần về mobile hoặc về web, nó sẽ có một cái danh sách các cái toolbox như này, và trong này sẽ chứa các cái control. Các control các em hiểu như kiểu chúng ta làm nhà nó sẽ cần có gạch này, có cửa sổ này, rồi là có cái mái nợp này, rồi là có sắt thép bê tông gì đấy, thì tất cả cái đấy được coi là các control, tức là như giống như kiểu các nguyên vật liệu để mình xây cái công trình ấy. Các dựng nhỉ? Chứ về sau giờ chúng ta cần một cái lớp học, ta sẽ có bàn, có ghế, có tivi, điều hòa nữa không? Thì mỗi cái đấy là một cái control. Sau đấy sẽ có những cái hãng, như kiểu là trong cái chương trình của anh sẽ có một cái như này này. Đã có một cái gọi là cái .NET 3 FRED ấy. Tức là một cái hãng người ta sẽ bán những cái vật liệu người ta kết nối sẵn rồi. Ví dụ giờ cái cửa sổ, các em để ý rất nhiều người ta bán sắt bộ cửa sổ đâu. Nó sẽ có bộ khung bằng sắt hay bằng gỗ này. Có cả cái cánh cửa, rồi cả rèm luôn. Nó sẽ đủ, thì chỉ cần kích thước Nhật Bản người ta là hai cao rộng 2m, cao 2m rưỡi chẳng hạn, ta sẽ đem đến đúng một cái bộ khung bằng kích thước người ta lắp vào cho chúng ta, và cái đấy còn một cái control, tức là tất cả những cái thành phần mà để ta xây dựng công trình. Các em đọc bọn Trung Quốc nó xây nhà, nó ghép cái đường, nó xây cái nhà trong có một tuần được khoảng bao nhiêu 10 hay mấy tầng ấy, mà làm trong một tuần xong tất cả nó dùng hết các máy móc nó ghép vào, chứ cả bức tường nó bê cả bức tường nó ghép vào, nó xây từ bên cạnh đi thì nó sẽ lấy tốc độ. Thì chúng ta sẽ học từ các cái control cơ bản nhất là gọi là các cái text box ra. Đây các em sẽ có các control này. Anh sẽ bỏ cái ảnh nền nhìn cho dễ nhá. Đây. Anh bỏ cái này nhìn cho dễ đây. Chúng ta sẽ có các control từ các nút bấm, các em nhìn này, rất phổ biến này không? Rồi sau đó từ cái hiển thị này, rồi dẫn đến con liên quan kiểu về chọn ngày tháng ấy cũng có luôn này. Đây nhá. Đây tham picker đây. Đây. Đấy, chạy thử các em xem nhá. Đây chưa code thằng nào luôn, các em nhìn chưa này, toàn kéo, chưa code thằng nào cả. Đây là toàn những cái người ta xây dựng sẵn, và việc chúng ta giống như những kiểu chúng ta những người thợ xây, và sẽ dùng những viên gạch trộn vữa, người ta sẽ đắp những viên gạch thành cái công trình theo ý thích và theo cái thiết kế. Ví dụ người ta thiết kế cái này là dài 10m này, rộng 5m chẳng hạn, một cái nhà thì các em sẽ phải xây, và sau đó cái cột trụ của nó khoảng 40 hay là 1m chẳng hạn, tùy theo cái ngôi nhà. Có tòa nhà cái cột nó đường kính khoảng 1m chẳng hạn, thì các em sẽ phải thiết kế một cái cột tròn, làm các cái kỹ thuật ở đấy, các em bo thành tròn và vuông tùy yêu cầu. Và đến sẽ có một người thiết kế, và trong phần mềm sẽ có một cái vai trò gọi là cái kiến trúc sư phần mềm.
cũng giống như kiểu xây dựng có kiến trúc sư ấy, người ta sẽ làm cái nhiệm vụ là vẽ thiết kế cái mô hình rồi là thiết kế cái phần kết nối, tức là trước khi chương trình cái gọi là cái công trình nó hoàn thành, người ta phải thiết kế được cái này, dụ khu này rộng bao nhiêu hecta này, sau đó có bao nhiêu tòa nhà này, mỗi tòa nhà cao bao nhiêu này, rồi sau đó là từng tòa nhà thì có bao nhiêu phòng này, mỗi phòng rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, cái lượng gì, và sau đó là hệ thống điện nước rồi là mạng mẽo trường tiếp như nào, người ta phải thiết kế mô hình trước rồi xong người ta mới xây dựng. Thì cái cấp đầu tiên chúng ta học cốt là các em sẽ học cái cách là chỉ cầm viên gạch lên, sau đó xây dựng theo cái bản thiết kế có sẵn. Nên sẽ có một cái bản mô tả là các em sẽ phải làm cái này. Dụ đầu tiên các em thì thợ xây các em thì giao làm một cái tòa nhà và làm một căn phòng không, chúng em chỉ làm một căn phòng thôi, thì người ta bảo là cái phòng này 20 mét vuông, chiều 4 và chiều 5 đủ 20 mét vuông thôi, thì các em sẽ làm như thế. Sau đó người ta sẽ yêu cầu là để một cái cửa sổ là rộng 2 mét, cao 2,5 mét, ok nhỉ, thì các em sẽ phải để một cái chỗ trống cho ta nắp cửa sổ. Nếu các em xây tịt vào thì tháng sau nó vẫn nát được thôi, nên nó sẽ đục tường, nó sẽ bất tiện và sẽ mất công, đúng không? Hoặc thậm chí là sẽ phải để lại cái đường nào là đường điện, đường nước, các em phải để sẵn rồi đấy. Hoặc là đường dây điều hòa để người ta còn nắp, các em hiểu không nhỉ? Thì tất cả cái đấy nó có một cái bản mô tả, sau đó các em sẽ dùng các vật liệu. Các em như vừa xong để ý này, để chúng ta như anh vừa xong thì kéo, ví dụ kéo đây là một viên gạch chẳng hạn, thì các em kéo viên gạch chẳng hạn, thì kéo nó đấy. Hoặc như này này, đây là cái vật về chọn ngày tháng, và các em hoàn toàn thấy là anh không phải cốt dòng nào cả, anh chỉ kéo luôn ra cái này luôn rồi. Đấy, ví dụ cái chọn ngày 29 không, thì các em nhìn 29 tháng 11 này. Vào chỗ này, ví dụ người ta không thích kiểu này, bây giờ các em muốn hiển thị thông thường cái Việt Nam là dấu sực sờ đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh như này. Đây, xem chỉnh nhá. Đây. Thì sẽ có tất cả các cái lựa chọn chỉnh. Và cái này các em tưởng tượng ta học giống như kiểu học sử dụng cái công cụ, ví dụ như là sửa chữa xe máy hạn, là có những cái dụng cụ để tháo nốt đúng không? Cái kiểu toàn nốt không sao, cái nốt to tháo ngày xưa rất là khó, nó có cái máy tháo riêng, các em phải học sử dụng cái đấy. Ví dụ vặn ốc các như thế nào thì học hết trong này cũng tương tự thế. Thì đây chúng ta sẽ có đây này, format này, hoặc custom này. Đây. Đây ví dụ cái này nhá, anh sẽ hướng dẫn các em chi tiết xong thì ví dụ các em định hình được. Và bốn đây định dạng này. Bây giờ chặn lại các em xem nhá. Lúc trước đang hiển thị theo kiểu tiếng Anh đúng không? Bây giờ các em nhìn thế này. Thấy mùng 6 tháng 11 ok chưa? Ví dụ đây là 30 tháng 11 đây, nó hiển thị theo ngày tháng năm đúng kiểu Việt Nam. Tức là mình cái việc của lập trình viên đó, mình sẽ phải sử dụng tất cả các nguyên vật liệu để mình chế biến thành những cái yêu cầu. Rồi chủ nhà người ta yêu cầu một cái cửa là cái cửa hình chữ A hạn, thì các em phải làm chữ A. Các em muốn gọt chuỗi kiểu gì được gọt, phải ra là chữ A. Hoặc người ta muốn một cái kiểu đường vòng hình tròn hạn, các em phải làm kiểu gì, dùng uốn cong, cong pa hay là cà nê cả giết, các em dùng kiểu gì nào. Tất cả các kiểu thức hoặc là kỹ thuật các em áp dụng hết. Hoặc chỗ này người ta muốn có mấy cái nút bấm chẳng hạn, hay như kiểu mấy cái cửa ra vào đấy, người ta mình phải thiết kế cho người ta, các lượng điểm. Và việc chúng ta sẽ phải học đó chính là học sử dụng các cái control. Đây này, anh có ghi từng cái thuộc tính từng cái một. Đầu tiên giới thiệu về dùng form là gì này, sau ta học từng control text box này, button label này, và cái phần này sẽ giúp cho các em định hình được tất cả các ứng dụng. Những cái này gọi là cái gì, cái này không đơn giản chỉ làm cho Windows form mà các em thường sàn về sang web cũng thế. Dụ web nhá, thật sự Google chẳng hạn, thì mặc định là các em nhìn thấy này, cái ô nhập này người ta sẽ gọi là cái text box, ok nhỉ? Cái này là một control này. Thông thường thì kiểu bây giờ các em nhìn đúng nhà, các em biết cái người ta một cái gọi là cái tôn lại chẳng hạn, kia là cái sát, các em nhìn biết luôn không? Thế là như một đứa trẻ tầm khoảng 3 tuổi có thể chưa nói là bố mẹ không bảo sẽ không biết cái kia gọi là sắt hay là thép, hay là nó gọi là bằng gạch hay là bằng xi măng không, thì không biết. Khi bây giờ học em sẽ định hình được cái đấy gọi là cái vật liệu mình dùng cái gì, hoặc cửa là cửa gỗ hay là cửa kính hay là cửa tôn, các em tưởng tượng rất là nhiều vật liệu khác nhau. Thế các em nên là cái học cái này các em sẽ nắm được xem mình dùng cái vật liệu gì. Thứ đây nhìn đây, em sẽ biết là đây là cái text box này. Thế còn cái này sẽ phải gọi là cái button, các em tưởng tượng nhỉ. Còn cái hiển thị cho mỗi cái text này không, các em sẽ có một cái control tương ứng là cái label này, ok nhỉ? Hoặc hiển thị liên quan vừa xong có cái ngày tháng đây này. Ngày tháng này sẽ có một tên gọi là cái data picker, các em tưởng tượng nhỉ. Đó, đây các em nhìn này, nó có một danh sách ở bên trái, các em nhìn rõ thế này không? Đây các em sẽ hiểu hết những cái này. Dụ đây là checkbox này, các em kéo ra nhá, checkbox là cái gì ra đây này, sau đó là dụ label hoặc một cái giả sử đây là icon đấy, không nhìn rõ đâu. Dụ ra nó bắt từ hạn, cái này nhìn rất là quen đúng không? Các em thường thấy cái này trong bài thi trắc nghiệm đúng không? Đây này, cái này gọi là ra bắt từ, đây cái này gọi là checkbox. Đây hai cái này khác nhau một tí xíu không, một cái vuông một cái tròn, một cái chọn được nhiều, một cái không cho chọn nhiều. Cái radio cái tròn chỉ chọn một cái thôi, các em được chưa nhỉ? Thì khi mà thiết kế như kiểu nào phần mềm trắc nghiệm, các em phải nhớ chọn dùng cái xác định xem chọn cái vuông hay tròn. Nó tùy câu nha, có câu thì người ta chọn có 5 đáp án, chỉ có 2 đáp án ứng người ta yêu cầu chọn 2, thì các em phải dùng cái checkbox, dùng cái tròn này chỉ chọn 1 thôi, ok nhỉ?
thì mình sẽ tùy vào cái yêu cầu mình sẽ lựa chọn xem dùng cái gì phù hợp. Đấy, tương tự chỗ này như thế này, đây nó sẽ có cái phần đích text box này, các cái ô này. Đấy. Và chỗ dưới nó có cái bộ khung, tức là các cái group. Đây. Nó có các cái group box, tức là những cái phần để nhóm các cái về nhau. Như cái bộ khung khi mà mình xây các cái tường bao của các tòa nhà ấy, thì cái này giống như kiểu cái khu bao đấy. Các bạn nhỉ? Sau đó là các bên dưới có cái control để chia ra, đây này, chia khung ấy. Ở chỗ này nó sẽ có các cái phần về hộp thoại. Đấy, ví dụ nó cái này nhá, trong buổi sau anh sẽ các em từng control một nhá. Đấy, ví dụ bây giờ kích một cái button anh sâu cần sâu một cái hộp thoại nhá, đây. Rồi hộp thoại chọn màu này ha. Đây, kéo ra code đơn giản này, kích nút vào đây này. Rồi đây là color. Rồi. Đây. Ví dụ này nhá. Đấy, ví dụ đổi màu cái màu này các em xem nhá. Vâng, cả nơ 1. Để các địa hình xem nó có những cái gì mà chúng ta à đây này, cả nơ. Hãy chạy thử nhá. Đây cốt mỗi một dòng rất đơn giản này. Đây. Mình thu hết cái này vào. Rồi xong kích button 1 này. Các em thấy cái này không? Đấy, đây chính là cái rất là quen thuộc các em hay gọi dùng đó. Hoàn toàn đôi khi các em chưa học có thể này, định hình được người ta phải cốt, ví dụ cả đấy, thằng này cốt giỏi thế. Cốt được cái này. Thậm chí trong này có cả cái define các tường bên này. Nó ra cái bên cạnh này, cả bảng màu này, nhìn này, ghê thế. Có vẻ hoành tráng. Ngày xưa anh có nghĩ, anh nghĩ cái này phải làm cơ. Thật ra cái này không phải làm, không dòng cốt được cả, chỉ cần gọi nó dùng thôi. Đây chính là gọi là các cái component, chính là control người ta dùng sẵn rồi đấy. Cái biểu đồ ấy, biểu đồ để gọi về code nó cũng hỗ trợ. Nhưng thường cái đây nó sẽ mình sẽ phải nạp dữ liệu cho nó chạy, nó hỗ trợ hết đó. 3D có đi, có biểu đồ 3D mà. 2D, 3D có hết, vẽ các kiểu sơ đồ có hết. 3D à? Cái đấy họ có này, thêm hiểu thêm. Có thư viện ấy, 2D chưa dùng rồi, 3D chưa có nhu cầu nào. Nhưng thường nó sẽ có những cái thư viện hỗ trợ riêng, nó cũng tương tự như này này. Thường thường giúp em sẽ thêm các biểu đồ vào đây các bạn như này, giống một biểu đồ màu không? Thì sẽ thêm thông tin màu cho hiển thị. Thường con chuột có sẵn rồi, dụ đến là ok chọn cái màu này nhá. Đây, các em nhìn thấy màu thì màu xanh không? Thấy không? Tụi này thích màu đổi thành màu khác này. Thế đơn giản thôi. Đây thì có một tẹo đỏ nòm nhá. Đấy. Hoàn toàn cái này cốt rất là đơn giản thôi, các em định hình được. Đầu tiên các em hình dung được cái con cái window form này. Nó là một cái có một cái form là một cái như có một cái mảnh đất nền ấy. Sau đó mình sẽ kéo tất cả các cái control này vào. Như có các cái viên gạch rồi mình bước mình xây dựng những cái công trình theo ý của mình. Đây là sao anh kéo rất lung tung chứ có trật tự được cả. Thì buổi sau dẫn các em là chúng ta sắp xếp thành một thiết kế gì đấy. Sau đó chúng ta sẽ xử lý như xong kích button này, chúng ta làm cái gì. Thế là cái xử lý hoàn toàn code C#. Lúc đấy nó sẽ quay về cái code như các em đã được học từ những buổi đầu đây này. Các giảm lệnh nó hơi khác một chút bởi vì đây nó liên quan một chút về đối tượng, một chút về cái các công lệnh, nó về cái thuộc tính thôi. Về cơ bản nó vẫn là cái code C#, các em vẫn dùng if đây này. Cái này các em tưởng học công if không? Nên chúng ta sẽ dùng các công này if else đây để chúng ta xử lý. Ok nhỉ? Đây là phần WinForm. Thì buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu học về cái này. Và hướng dẫn các em từng cái một về các cái message box thông báo như nào này. Thậm chí như đây này. Đây các em nhìn này, đây hoàn toàn ta sẽ có những cái message như này. Cũng đây cũng là cái người ta dùng có sẵn là chúng ta chỉ cần truyền tham số có những cái thông tin gì. Thêm cái button hay message là gì, hoặc là cái icon là gì, có hết thông tin nữa. Và việc của chúng ta học sẽ là học là dùng cái này như thế nào thôi và truyền thông tin gì, còn không phải làm cái này nữa. Cái lượng nhỉ, nó giống như kiểu bây giờ là người ta phát minh sẵn các cái bánh xe, các cái xích nốt các thứ, việc nó chỉ lắp ghép vào nhau thành cái sản phẩm ta mong muốn thôi. Các linh kiện có hết rồi. Có ấy, cái đấy làm được mà. Mình có thể là nhập file Excel này vào này, hoặc là xuất file Excel, hoặc file Word, hoặc là file ảnh. Có nhiều trường hợp dụ đây sẽ là một cái cửa sổ nhá, mình sẽ chọn một cái file ảnh hoặc chọn file. Đây là cả cái này nó, ví dụ bây giờ nhá. Ví dụ cái của em chẳng hạn cần mở một cái file khác thì đây này. Cái gì đây này, tất cả đây là về màu sắc này. Bên dưới nó có cái phần về font chữ này. Còn chỗ này mở file nó có một cái open file nó này. Ví dụ anh cũng như cái anh gọi cái open file nó nhá. Đây này. Cái hệ thông báo ra. Đây message box này, chấm sâu này, bạn chọn file. Đây,
Đây ví dụ này nhá, đây là cái chúng ta chọn file name này, em làm tại bình thường. Hoàn toàn cái có sẵn này, các em nhìn nhá. Đây này, kích vào đây nó sẽ mở ra cái file, quen cái này quen không? Chọn suốt không? Đây này. Rồi chọn file này nhá. Cái thông báo đây này. Chọn file này save user, đây chính là chọn full file cộng với đường dẫn. Và dựa cái này chúng ta sẽ có cái code để đọc file. Thầy hướng dẫn các em đọc file, cái này rất là dễ, bây giờ đọc dễ, file dễ dàng lắm. Thư viện có hết, các em chỉ cần dụ file.zip phát là đọc nội dung được rồi. Còn nó hiển thị lên trên xử lý. Hoặc có thể xuất ra file là ghi file không? Đọc ghi file, ok. Ok nhỉ. Và cái giao diện nó sẽ tránh mình phải dùng cái ngày xưa cái console nó là đèn xỉ, dụ như xong các em phải nhập c2.user để cho người ta nhập thì rất là khổ sở. Họ phải copy rất là bất tiện không? Thế này thì cần trọng này là xong thôi. Đấy chính là ứng dụng WeForm sẽ có giao diện rất là tiện như thế. Ok các em nhỉ. Ví dụ là các file ảnh như này. Đấy, hướng dẫn xong mình xử lý. Hoặc cái này có thêm dòng code mình hiển thị trên góc cũng ok. Các em để hình được cái ứng dụng WeForm chưa? Đấy, từ đây các em có thể làm phần mềm nghe nhạc này, hoặc phần xử lý về ảnh này, hoặc là phần về chỉnh màu sắc này, hoặc làm soạn thảo riêng, hoặc là làm một cái trình duyệt như này cũng được. Các em hoàn toàn có thể làm các trình duyệt tương tự này. Tất nhiên là như họ sẽ rất là nhiều các kỹ thuật ẩn phía sau đấy, trong đơn giản là mở web nó có liên quan đến bảo mật và các cái phần về tiện ích như trên này này, người ta phát triển rất là nhiều thứ. Còn nếu các em chỉ cần làm đơn giản để mở web thì hoàn toàn có thể làm được, nó sẽ có cả cái control hỗ trợ sẵn rồi. Ok nhỉ. Đấy là về phần giới thiệu, thì buổi sau hướng dẫn các em là sử dụng từng cái control này một. Cái text box ra sao này, còn cái gì chỉnh các thuộc tính, thuộc màu sắc này, kích thước font chữ thế nào hướng dẫn hết. Chúng ta sẽ học từng cái một. Và sau đó các em sau cái phần này các em sẽ định hình được các cả các giao diện thiết kế như nào. Và nhìn được một cái giao diện các em biết phải dùng cái control gì. Ok nhỉ. Buổi sau chúng ta học tiếp nhé.